Và chuyến đi đã xong. Giải cứu cá ở đăng. Và ở đây có một con cá bóng đen. Ồ, xuống, nhảy xuống liền nha con. Con cá bóng đen này mình thả ra sống nổi không em? Hả? Còn. Dạ. Đây là một con bóng đen thưa quý vị. Thả gần bờ còn sống không? Chắc nó sống bởi vì nó thở được, nãy giờ nó không chết. Ở đây là hai con cá hanh. Hai con cá hanh nhỏ. Dạ. Dạ rồi. Con cá hanh này thì bơi đi luôn rồi. Chuyến đi giải cứu các loài cá quý hiếm hôm nay xin kết thúc. Đa tạ các vị Bồ Tát đã chở em đi trong chuyến này. Dạ, cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện để giúp con giải cứu động vật thành công. Nè, nó còn có con này, nó đang bơi nè. Dạ. Dạ, rất là khỏe luôn. Nước sắp lên rồi đúng không bạn? Dạ. Mình không bao giờ giải cứu cá lúc mà nước nó ròng ạ. Rất là nguy hiểm. Chỉ có nước nó lên thì mình mới cứu thôi. Đó. Đợi một xíu nữa nước nó lên nhiều hơn.